cái tinh thần của mình nó rất rõ ràng. Chức năng tâm linh chẳng hạn như là tâm bị là sẽ gây máu tâm huyết ghi nhớ, người bệnh sẽ gặp khó khăn trong việc dùng ngôn ngữ. Check in châu quả. Nay mình review check in quán Châu Tươi nhé. Sức ra nhiều trông sẽ vui.